trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện. Thank you.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ cho ông Đa Minh. Giờ đây xin mời toàn thể quý cộng đoàn chúng ta cùng đứng dậy. Trước mắt chúng ta đó là thi hài của cụ Trùng Đa Minh, người thân kính yêu của đại gia đình chúng con nói riêng và đầy kính trọng của giáo xứ nói chung. Dẫu biết rằng đời người như cây cỏ dại, sớm nở tối tàn, hoặc như lời Thánh Francisco Assisi đã nói, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Nhưng trước sự ra đi của người anh, người em, người cha, người ông là cụ Đa Minh của chúng con, thì ắt hẳn với trái tim, tình cảm của người trần thế cũng không tránh khỏi sự mất mát to lớn, một nỗi buồn vô hạn. Trọng kính cha Giuse, thầy xứ cùng toàn thể quý cộng đoàn, ông Đa Minh của chúng con với 80 mùa xuân trần thế, với đức tin của người Kitô hữu mạnh mẽ, ông Đa Minh đã tích cực cống hiến tinh thần, sức lực xây dựng gia đình và giáo xứ. Và ngày hôm nay, với sự thanh thản của ông ra đi để rồi gửi lại tài trí của cái xin trả hết, Chúa ơi cho con nước thiên đàng. Và giờ đây nghi thức phát tang nhập quan cho ông Đa Minh được bắt đầu. Con xin được trân trọng kính mời cha xứ Giuse chủ xứ. Trong kính quý vị đại diện cho hội đồng giáo xứ, kính thưa tất cả quý của ông của bà, kính thưa tất cả mọi người trong thân bằng tuyến thuộc và phụ trùng Đa Minh. Người ta nói rằng sống khôn thì chết thiên. Vâng, cả cuộc đời của phụ trùng Đa Minh đã cống hiến cho gia đình, cho giáo xứ. Mỗi lần chúng con đưa cụ lên tòa giám mục để thăm đức cha, thăm các cha, thì bao giờ đức cha cũng hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi. Vâng, và khi đó thì cụ trả lời là con 76, 77, 78, 79 và đến lần 80. Thì hôm nay chúng ta tự trả lời được. Và mấy ngày nay con cũng suy nghĩ, không hiểu tại sao Chúa lại soi sáng cho cụ. Trong đời sống xây dựng giáo xứ thì chúng ta thấy trong suốt những tháng năm qua, số lượng công việc, số lượng tiền chi phí cho các công việc của giáo xứ thật lớn. Có lẽ nó cũng bằng cả cái số tiền xây dựng thánh đường. Nhưng cụ vẫn minh mẫn hàng tuần, hàng tháng lần lượt ký thanh thỏa, kiểm soát toàn bộ con số thật chính xác
Nhiều khi cụ nên báo cho con, không cần phải sổ sách, cụ cũng báo con số chính xác đến hàng đồng. Vâng. Và mới Chủ nhật vừa qua thì con cũng đột ngột nhận được tin là cụ muốn gặp con. Thì con mời cụ vào buồng áo gặp. Và cụ bảo hôm nay con gặp cha trong sự kín đáo, để mọi người khỏi ồn ào. Nghe tin con sức giàu, nghĩa là mọi người đã đến hỏi thăm nhiều hơn. Nên hôm nay xin cha, thứ nhất ban phép giải tội cho con, sau đó xin cha sức giàu cho con. Và khi con sức giàu xong cho cụ, thì con hỏi cụ có rước mình Thánh Chúa luôn, hay cụ tham dự thánh lễ đã, rồi cụ rước. Cụ bảo con sẽ tham dự thánh lễ. Vâng. Và có lẽ thánh lễ tối Chủ nhật là thánh lễ cuối cùng mà cụ dự ở trong buồng áo. Đó là một ân phúc, đó là một phần thưởng mà Chúa dành cho cụ. Những ai được vào buồng áo, những ai được vào phòng thánh thì chúng ta đã biết, đó là những người kề cận bên Chúa, những người kề cận bên các công việc của Chúa. Nên cụ đã chọn lựa một cách thật âm thầm, thật kín đáo, nhưng cũng thật khôn ngoan. Để rồi đúng ngày thứ tư là ngày lễ tín Thánh Giuse, 11 giờ thiếu 10, cụ đã lặng lẽ ra đi. Và một sự quan phòng đặc biệt nữa, bình thường các kế hoạch rồi mọi dự tính của chúng con dành cho các vị từ đạo sẽ được làm rất sớm, nhưng không hiểu tại sao cũng đúng cái ngày hôm đó chúng con với bản tính. Cho nên con thấy rằng đúng các vị từ đạo đã đón cụ về trời với Chúa trong một sự âm thầm, trong một sự hy sinh. Và chắc chắn cụ ra đi đã để lại một khoảng trống rất lớn cho gia đình, cho con cháu và đặc biệt cho giáo xứ. Chúng ta thật sự thương tiếc cụ, một con người không cao lắm, không to lắm, nhưng tất cả mọi người chúng ta phải ngước mắt nhìn, vì một con người sống hoàn toàn âm thầm, hoàn toàn hy sinh, và một con người thật đạo đức, không cãi vã với ai, không đố kỵ ai, không tranh giành chính kiến, muốn ai làm sao thì làm, con chỉ biết vâng lời Chúa, vâng lời Cha, tất cả xin phó thác. Và hôm nay cụ đã phó thác hoàn toàn trong bàn tay yêu thương của Chúa, và cũng phó thác hoàn toàn trong lời kinh nguyện của chúng ta nơi đây. Chúng ta thương tiếc một con người, thương tiếc một người Kitô hữu, và thương tiếc một ông trùm chánh đương nhiệm. Thật may mắn các con của cụ đã gửi cho con lá thư và cũng là tờ đơn để xin cụ được từ chức mãn nhiệm một cách thanh thoảng cách đây mấy ngày. Lá thư đó còn nóng vết chữ ký của cụ, và cũng hơi nhòe bởi vì chữ ký của cụ, đồng thời cũng là những giọt nước mắt phó thác cởi trông. Cho nên giờ đây chúng ta xin Chúa mở lượng hài hà trong khi xét xử, để đón nhận linh hồn cụ trùm Đa Minh về với Chúa trong tin tưởng phó thác và cậy trông. Xin mời ca đoàn. Cùng xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm biếng hồn con, ban xuống cho con lòng ơn chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh nhân. Thiên xin Chúa ngồi ta gọi nghe lời con thiên tha. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah.
Ngày ấy Chúa các đạo minh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn, người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Công đoàn vừa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiếc khăn tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng. Vì Chúa hứa ngày cánh chung người sẽ cất chiếc khăn của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình lươn đới ruột thịt, chúng ta có mang tang là để chia sẻ niềm cuộc hy chia ly, nhà nữ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở chúng ta một ngày kia cũng sẽ đến phiên chúng ta cũng phải nhắm mắt lìa đời. Màu trắng khăn ta cũng còn nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền mà trong ngày chúng ta lãnh nhận bi tích rửa tội chúng ta được trao ban. Và ta phải có bổn phận giữ mãi màu trắng ấy cho đến khi ra trình diện trước mặt Đức Kitô. Chúa Kitô của chúng ta cũng đã phải chết và người đã phải phủ một lớp khăn liệm trên mình. Nhưng người có chết là chết vì yêu thương, và trong tình yêu ấy người đem ơn cứu độ cho chúng ta. Người thân của chúng ta là cụ trùm Đa Minh đang nằm bất động nơi đây. Một đời đã sống trong sự yêu thương từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì hôm nay đã nên giống Đức Kitô. Như vậy sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luân và chết chóc. Với tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép khăn tang phục cho tất cả những tang quyến. Với cộng phản đức, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, trang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế đau thương ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của cõi ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, trong trắng, thanh sạch, vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, luôn tin tưởng cậy tin vào Cha, biết Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyền, luôn sẵn sàng canh thức giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Oh.
cho tăng quyến lên nhận tang và bắt đầu phát tang cho những người trong tăng quyến của mình. Xin mời ông bà Trương. Anh chị Thục, anh chị Toán,
anh chỉ bảo, anh chỉ dạy con lớn lên từng ngày, đời mẹ cha nắng mưa hao gầy, tình mẹ cha vô vàn thiết tha. Giờ nghi thức tẩm liệm và nhập quan. Anh chị em thân mến, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tẩm liệm. Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho người thân của chúng ta mới qua đời. Xin Chúa đoái thương ban cho cụ Trùng Đa Minh sau khi kết thúc cuộc đời dương thế được về quê trời, được hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Người thân của chúng ta đây đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta, hy vọng cụ Trùng Đa Minh được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin thánh hóa người thân của chúng con đây là kẻ đã được sống ở trần gian này, đã tin vào Cha, phó thác cuộc đời cho Cha và tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho thân xác người thân của chúng con đây được sống lại như con Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma: Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta, vì chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn phiền chi đối với Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người anh chị em thân mến,
ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng cùng được sống lại với Đức Kitô. Lạy Chúa, ông Trùm Đa Minh là người thân thích lã địa bo chúng con. Xin cho ông Trùm Đa Minh được mau trở về với Chúa. Xin Chúa nhắn đời chúng con. Xanh cha bà san đưa cha chỉ đến. Đi cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay nương thờ gặp ngày. Và tha nợ chúng con. Như chúng con cũng đã kể có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con sẽ giữ cam dỗ. Nhưng cứu chúng con cho mọi sự giữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương rất mãnh liệt khi con của Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người thân của chúng con là cụ Trùm Đa Minh được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đứng đã đánh bại thần chết. Và xin cho cụ Trùm Đa Minh được tham dự vào đời sống phục sinh của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Làm phép quan tài, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm này ở dưới đất vì sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Vậy lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát và người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc để trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con, là đền thờ Thiên Chúa ba ngôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua trần thế hao huyền nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh hiệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu.
trăm năm qua đi còn là gì? Vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi. Tiên đưa người xuất phận đơn côi. Tiên đưa người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, vì tháng năm qua, mong ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền nhận chiếm con trong mê đắm phù hoa. Kính thưa các vị quý chức, tân cử giáo sư Nghĩa, tất cả các cụ ông cụ bà thân bằng quyến thuộc và tất cả các vị trong làng xóm thân yêu của anh chúng con, trong giờ phút trang trọng hôm nay, người anh của chúng con ra đi về thiên đàng với Chúa, được cha xứ hương đến làm phát dự lễ phát tang, làm nghi thức phát tang và làm thánh lễ nhập con cho anh cháu. Trong lời chia sẻ, cha đã nói hết tất cả các công việc trước đây khi còn bình sinh mà mấy anh của chúng con đã làm. Chúng con mà thật cảm động, mấy anh của chúng con thật phục vụ được ca sứ dẫn dắt và cùng đồng hành với giáo sứ Hưng Nghĩa và tất cả mọi người cho đến hơi thở cuối cùng. Thật chúng con không biết nói lời gì hơn. Trước hết chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho người anh của chúng con thật là diễm phúc mà được như ban nãy cha sứ đã nói. Hôm nay trong giờ phút thật là trang trọng này, chúng con không còn biết nói lời gì hơn để cảm tạ Chúa, cảm tạ lòng ưu ái của cha, của thầy và tất cả các ông bà là cùng đồng hành với anh con trong suốt những thời gian qua. Thiên đường cho lung linh ánh nhiệm màu, lên tới thiên đường nhiệm màu, thiệt thà là những cánh gia cùng kêu sương Chúa ơi, lòng con chân thành dân vinh quang Chúa muôn vàng, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ. Con khấn xin người thương cần cầu là Chúa hãy dù thương
bán muông hồng ơn, bán muông hồng ơn. Chúa ơi, bên những con muông khỏi những quân gian thù hằng mù ác hại con, nài dương cao như đất mong mưa rào, hồn còn mong Chúa dường bao. Bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm màu. Lên tới thiên đường nhiệm màu, thiệt thà là như cánh giạc kêu sương. Chúa ơi, lòng con chân thành dâng lời thăm hỏi ân cần và một lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông bà, cụ Nguyễn Văn Nga khi còn sinh thời cũng như khi bước vào tuổi cao niên, trong sống đời cụ luôn chấp hành tốt mọi chính sách của Đảng, gương mẫu động viên con cháu tích cực tham gia mọi công việc, các phong trào, không những về tinh thần và vật chất, luôn được mọi người tin cậy, yêu mến, kính trọng. Cụ sống rất tốt đời đẹp đạo. Khi nghe tin báo buồn, cụ Nguyễn Văn Nga đã từ trần, được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban quản lý hợp tác xã Kim Trung, Ban cơ sở xóm đội, các ban ngành đoàn thể trong xóm đến tiễn biệt, chia buồn, thăm viếng và cầu nguyện cho cụ để đi vào chương trình diễn biến. Tôi xin trân trọng và giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho hội đồng giáo xứ, xin kính mời các vị về trước linh cữu để tổ chức tham viếng và thưa toàn thể gia đình tang quyến. Kính thưa các vị quý khách xa gần cùng toàn thể các quý vị đại biểu và cộng đồng dân Chúa, giữa lúc toàn giáo xứ đang hân hoan trong tháng hoa kính Đức Mẹ, hướng về những ngày cuối tháng để dâng lên Mẹ những lời tạ ơn, thì được tin báo buồn ông Tùng Đa Minh đương nhiệm chánh tùng của giáo xứ Đền Thánh, Chúa đã gọi ra khỏi thế gian. Cụ Tùng sống 80 tuổi đời trên dương gian. Cụ là một người hết lòng thờ phượng kính mến Chúa. Chúa ban cho cụ ở đời này qua đời cha thứ xứ đã chia sẻ khi làm nghi thức phát tang cho cụ. Nhưng với tâm tình con người, cụ là một người đứng đầu trong trách nhiệm của một giáo xứ. Cụ cũng là những người ông, người cha, người chồng, người anh, người em đáng kính trong gia tộc. Cụ đã cộng tác với ban giáo xứ Tân Cựu chúng tôi để phục vụ giáo xứ thật tận tụy và tốt lành, để tỏ bày sự kính trọng, nối tiếc thương toàn thể các vị đại diện cho hội đồng giáo xứ, đặc biệt trong ban giáo xứ Tân Cựu đã về tại tang gia trước linh cữu cụ để chia buồn cùng bà Trùm cùng với gia đình tang quyến. Chúng tôi xin được đại diện đoàn gửi tới bà Trùm cũng như gia đình tang quyến lời chia buồn
cảm thông sâu sắc nhất của đoàn. Và giờ đây chúng tôi cũng xin được đại diện cho đoàn tâm tình một chút về huân công của cụ. Cụ đã phục vụ nhiều năm trong giáo khu và đặc biệt trong công trình xây dựng thánh đường. Cụ đã cùng trong ban làm cụ trùm phó 12 năm và hiện thời cụ làm trùm chánh của giáo xứ đã 5 năm. Giờ đây tất cả trong ban thân cựu chúng tôi về đây, tôi xin kính mời cụ chánh cựu của giáo xứ Đền Thánh cũng đại diện cho trong ban của nhiệm kỳ khóa trước xin có lời phân ưu trước vong linh cụ cũng như trước gia đình tan quyến. Tôi xin mời cụ chánh. Kính thưa hội đoàn cụ trùng Đa Minh, kính thưa bà cụ trùng cũng như toàn thể các bà trong gia đình tam quyến, kính thưa các vị quý chức thân cựu, kính thưa các vị quý khách xa gần. Năm 1999, mặc dầu chúng trong những năm tháng trước đây cụ đã tham gia công việc của giáo khu đã được thanh thản, nhưng thời gian thanh thản đó chưa được bao lâu thì năm 1999 được bà con giáo dân trong giáo xứ nói chung và giáo khu Nam nói riêng, cha xứ gọi người lên nhà hội quán. Ngài có nói với cụ trùng rằng hiện nay giáo xứ đang là cần một số chức năng nữa. Cụ trùng có sức để đảm đương chức trùm phó cho giáo xứ được hay không? Mặc dù là tuổi cao sức yếu nhưng cụ đã mạnh dạn trả lời với giáo xứ và trả lời với cha cố Du Xe rằng nếu được bà con thương, cha xứ nhất trí, con sẽ nhất trí đảm đương trùm phó. Vậy sự nhất là những người trùm phó lao động cụ đã rất vất vả như thế nào thì mọi người chúng ta đã biết rồi. Và đóng góp của cụ như ông Chánh Đương vừa mới nói cũng như cha xứ vừa chia sẻ lời trong lúc làm phép ta, cụ đã có rất nhiều công lao đóng góp, mà nhất là anh em chúng tôi là những người sát sườn với cụ từ năm 1999 cho đến 2010, anh em chúng tôi được nghỉ ngơi và cụ còn ở lại làm trùm chánh giáo xứ một khóa, có lẽ không còn mấy ngày nữa thì cụ đã hết nhiệm kỳ. Nhưng đến giờ đây tuổi 80, tuy rằng tuổi cao sức yếu, Chúa đền cho cụ lâm bệnh nặng, chúng tôi thường xuyên đã có những lời thăm hỏi anh em hàng tri kỷ với nhau, mặc dù là ngồi nghỉ rồi nhưng tình xưa nghĩa cũng làm sao mà quên được. Xin Chúa làm vơi đi những sự đau thương của bà cụ cũng như gia đình tang quyến. Ở đây chúng tôi không biết nói gì hơn hết, mặc dù anh em sống với nhau có đôi khi hài lòng với nhau, có những lúc không hài lòng với nhau, thì trong đó anh em chúng tôi đã tâm sự với nhau rồi. Bây giờ phút cuối cùng này chúng tôi mong cụ tuổi ra đi một cách thanh thản. Xin Chúa đón nhận linh hồn cụ Đa Minh được nên hưởng chúc tôn nhan Chúa đời đời. Và xin cảm ơn Chánh Đường cũng như ban tổ chức đã dành cho tôi cũng như đại diện cho một số các ông cựu có đôi lời phân ưu với gia đình và thêm lời cầu nguyện cho cụ Đa Minh. Xin hết lòng cảm ơn. Kính thưa linh hồn cụ trùng Đa Minh, tất cả trong ban giáo xứ tân cựu chúng tôi giờ đây hướng về bàn thờ Chúa, hướng về di ảnh của cụ trước thi hài cụ đây. Xin Chúa nhân lành đón nhận linh hồn cụ trùm Đa Minh và qua lời ông chánh cựu cũng xin ông trùm được về hưởng tôn nhan Chúa, cầu nguyện cho bà trùm, cho gia đình, cho dòng họ và đặc biệt cũng cầu nguyện cho trong ban tân cựu giáo xứ để chúng tôi được thực thi những ăn. Chúng tôi cũng đại diện cho đoàn cũng xin mọi người nếu khi còn tại thế cụ đương nhận thi hành trách nhiệm của giáo xứ có điều gì không hài lòng với quý vị nào thì cũng xin vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau xin đến cụ và những công lao cụ đã cùng đoàn kết với giáo xứ, với trong ban, với hội đồng giáo xứ để thực hiện những công việc mà cha xứ cũng như giáo xứ đã giao. Giờ đây đoàn chúng tôi về có
nắng hoa để kính viếng cụ, cũng như có tuần hương thơm nến sáng để dâng lên trước tòa chúa và dâng lên trước Minh Cứu Cụ. Giờ đây xin mời các vị trong đoàn nên dâng hương thơm nến sáng trước Minh Cứu. Xin kính mời đoàn. Về tưởng nhớ kính viếng cụ, ban giáo xứ Tân Cửu có nắng hoa dâng kính. Nắng hoa mang dòng chữ: ban giáo xứ Tân Cửu đền thánh nghĩa, kính viếng cụ Tùng Đa Minh. Xin mời ông Tùng nhân dân nắng hoa. Nhận được tin báo buồn, hội gia trưởng của giáo xứ đền thánh cũng về tại Tang Gia kết hợp cùng ban giáo xứ Tân Cựu gửi tới gia đình Tang Quyến lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Buồn hương thơm nến sáng hoa tươi cùng với cờ tang nên dâng trước Minh Cứu của cụ Trùm Đa Minh. Xin kính mời đoàn. Bằng thánh tiết âm thanh ánh sáng trang trí của giáo xứ đền thánh cũng về tại Tang Gia gửi tới bà Trùm cùng toàn thể gia đình Tang Quyến lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Hương thơm nến sáng hoa tươi nên dâng trước Minh Cứu. Xin kính mời đoàn. Nhận được tin báo buồn, đoàn gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa của giáo xứ đền thánh cũng như đoàn lòng thương xót Chúa của giáo xứ đền thánh cũng về tại Tang Gia trước hết gửi tới bà Trùm cũng như gia đình Tang Quyến lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất. Đoàn Trùm Đa Minh là ân nhân của gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Đền Thánh cũng như ân nhân của lòng thương xót Chúa. Để tưởng nhớ đến ân tình của cụ đối với hai đoàn hội, giờ đây ông Quản Chánh đại diện cho hai đoàn hội dâng lên Chúa trước tòa Chúa cũng như linh cứu của ông bức ảnh lòng Chúa thương xót để được tin báo buồn. Hội và Thánh Nữ Teresa của giáo xứ đền thánh cũng về tại Tang Gia trước hết gửi tới bà Trùm cùng gia đình lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất của đoàn tòa chứa và trước Minh Cứu cụ Trùm Đa Minh. Buổi lễ viếng của ban giáo xứ cũng như hội đồng giáo xứ đã tạm mãn, giờ đây để tỏ bày sự kính trọng, sự tiếc thương cũng như lòng yêu mến
tất cả các quý vị trong các đoàn xin dâng lên trước Thánh Nhan Chúa những kinh nguyện để xin Chúa đón nhận linh hồn cụ Trùng Đa Minh của chúng con được về. Nghe đây cha bà con và thánh thần, Amen. Được sự quan tâm của nguyên cha xứ là cha cố Giuse Phạm Khắc Thẩm, sáng mai lúc 7 giờ tại đền Thánh Giáo xứ, cha cố Giuse Phạm Khắc Thẩm sẽ dâng thánh lễ an táng cho cụ Trùng Đa Minh ban ca đoàn của giáo Phô Nam, hội nhạc Nam của giáo xứ cùng toàn thể các đấng bậc, các quý vị đã hiệp thông cùng đoàn chúng tôi dâng lên Chúa những lời kinh nguyện cho cụ Trùng, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Cầu ơn Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ lời ca ơn Ngài. Xin chào mọi người, tôi ra đi, người anh yêu không còn nữa. Trong những giờ phút trang trọng này, hội gia đình chúng tôi lại được quý vị trong ban tân cựu, ông chánh giám và tất cả các quý vị quý chức hội đồng tân cựu của đền Thánh Giáo xứ Hưng Nghĩa, gia đình Phật tạ, các vị quý vị trong lòng thương xót Chúa, ban thánh tiết và hội thánh nữ Teresa đã không quản những cái ngày hè nóng bức thế này đến đây để dâng lời cầu nguyện lần cuối cùng cho anh. Chúng tôi là người thân yêu, trước đây anh chúng tôi được cha xứ dẫn dắt và luôn đồng hành cùng giáo xứ từ việc to cho đến việc nhỏ. Chúng tôi là một người không nề quản bất kể một công việc gì và cũng không có một cái sự gì đố kỵ với ai. Bởi vì đồng này, gia đình chúng tôi xin thay mặt cho chị và tất cả các cháu không còn biết nói lời gì hơn nữa để cảm ơn Chúa, cảm ơn lòng quý, lòng tốt của các vị quý chức đã bớt chút thời giờ mà nóng bức này đến dâng lời cầu nguyện. Xin cho tôi được gửi tới quý chức lời cảm tạ và cũng xin cảm ơn ban ca đoàn trong những giờ phút như thế này mà đến phục vụ như thế này chúng tôi không còn biết nói lời gì hơn là lời cảm tạ. Xin cảm kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang hiếu, kính thưa các quý khách gần xa. Tháng năm về, mọi người đang nô nức hồ hởi để có những bó hoa lòng dâng kính đến Đức Mẹ.
thật là một sự bụi ngùi khi ca đoàn chúng con nhận được tin báo buồn cụ Đa Minh về với Chúa. Cụ ra đi về với Chúa để lại bao nỗi thương tiếc cho gia đình và hội đoàn. Gia đình mất một người thân, ca đoàn chúng con mất một người ân nhân mẫu mực. Cùng ban chấp hành đương, anh chị em ca đoàn đã tề tựu trước linh cứu cụ để làm giờ thăm tiếng. Lời đầu tiên cho phép con thay mặt đoàn gửi tới gia đình, gửi tới bà cụ, công đức bà là con của ông bà, lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa gia tang, khi còn sống trên dương gian, cụ ông cụ bà đã tham gia xây dựng các đoàn hội, nói chung riêng ca đoàn giáo khu Nam chúng con. Cụ ông cụ bà đã bóp chắc từng đồng xu để giúp đỡ cho ca đoàn khi còn mới sơ khai và động viên ca đoàn cho tới ngày hôm nay. Không những thế, cụ ông cụ bà còn động viên các con các cháu của cụ tham gia ca đoàn như cô Hương, ông bà, ông Trung. Ông bà ông Trung vừa là hội viên, sau đó lại tham gia một khóa nhạc phó và đại diện cho ban cựu dâng hương nến lên trước tòa Chúa và linh cữu cụ. Xin trân trọng kính mời. Dâng hoa tươi và hương lên trước tôn nhan Chúa và thi hài ông, xin kính mời. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu hai vị đại diện cho ban tân ca đoàn có hương và nến lên dâng trước Thiên Chúa và thi hài. Chúa và thi hài của cụ xin mời. Dành một phút mặc niệm, một phút bắt đầu. Một phút hết. Kính mẹ bỗng được tin cụ Tùng Đa Minh Chúa cất về với Chúa, thật là một nỗi đau thương mất mát cho bà Tùng cùng toàn thể con cái con cháu trong gia đình và đặc biệt cho huynh đoàn chúng tôi. Hôm nay nhận được tin
huynh đoàn chúng tôi về đây trước hết là chia sẻ nỗi mất mát đau thương của gia đình. 11 năm 2014, qua những năm, Ngài đã gia nhập huynh đoàn, là một đoàn viên trong huynh đoàn. Ngài rất năng lực khắc phục về đây để trước hết là chia sẻ, sau nữa là để dâng lời cầu nguyện cho cụ Đa Minh. Vì vậy trước có phần cầu nguyện, huynh đoàn chúng tôi có tuần hương hoa nến để dâng lên trước thiên nhan Chúa và trước linh cứu cụ. Xin cụ đã gia nhập trong huynh đoàn, đặc biệt là cụ đã vào ân nhân của huynh đoàn tỉnh. Vậy giờ đây xin kính mời một vị thay mặt cho huynh đoàn của giáo phận lên dâng bức ảnh lên trước tôn nhan Chúa và trước khi hài âm. Lạy Chúa xin thương xót linh hồn Đa Minh. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa các vị quý khách, thưa gia đình tang quyến, huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Bùi Chu, liên huynh thánh Vinh Sơn Hạt Quần Phương, cũng như huynh đoàn cơ sở quý giáo xứ Hưng Nghĩa đền thánh, nhận được tin cụ Trùm Đa Minh đã nghe theo tiếng gọi của Chúa mà trở về nơi vĩnh hằng. Cụ Trùm trong quãng đường Chúa đã trao phó trên trần thế với 79 khu trường, với những con người hiếp, những cuộc đời của cụ vẫn một niềm tin sắt son. Ngay từ những ngày đầu, cụ đã là những tín hữu của Chúa Kitô qua bí tích thánh tẩy. Quãng đường của cụ đã hy sinh tất cả những gì có thể mình làm được. Chúng tôi cũng nhận được tin là cụ đã hy sinh nhiều thời gian để xây dựng một giáo hội trần thế, đã bao năm nhiều khóa giữ các chức danh của giáo xứ giáo họ. Tất cả phát xuất từ lòng mến, cụ đã phục vụ, đã tôn thờ Thiên Chúa đến giờ phút cuối cùng. Giờ đây cũng không còn nữa. Đối với con người chúng ta, đối với gia đình chúng ta, vô cùng thương nhớ, thương tiếc. Cuộc ra đi của cụ giờ đây chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin được đại diện cho huynh đoàn cấp trên, ban liên huynh thánh Vinh Sơn Hạt Quần Phương, cũng như ban các ban phục vụ và gia đình Đa Minh quý giáo xứ đền thánh, gửi tới tang quyến nói chung và cụ bà quả phụ nói riêng lời thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất. Và đồng thời chúng tôi cũng được hiệp thông cùng với huynh đoàn cơ sở và xin được qua sự ủy quyền của huynh đoàn cấp trên, tôi cũng nói lên những tâm tình cùng với cụ Đa Minh. Cụ Đa Minh không những là những tín hữu của Chúa Kitô, lại là thành viên của huynh đoàn giáo dân Đa Minh, lại là ân nhân của huynh đoàn tỉnh dòng Việt Nam. Giờ đây tôi được sự ủy quyền đại diện cho huynh đoàn cấp trên đọc thư phân ưu của tỉnh dòng và tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam
231 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thư phân yêu kính gửi tam quyến cụ Trùm Đa Minh, giáo xứ đền Thánh Hưng Nghĩa, giáo phận Bùi Chu. Kính thưa quý vị, được tin cụ Trùm Đa Minh Nguyễn Văn Nha đã an nghỉ trong chùa. Quý ca trong ban đặc trách và ban phục vụ huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam xin gửi đến quý vị lời thăm hỏi chân thành nhất và xin được chia sẻ niềm thương vô hạn trước sự ra đi của người thân trong tam quyến. Mãi mãi tri ân và để đáp lại tấm lòng quảng đại của quý ân nhân, chúng tôi sẽ xin thánh lễ cầu nguyện, đồng thời sẽ đăng tin trên tập san chia sẻ tin mừng để các thành viên trong huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam toàn quốc cùng cầu nguyện cho quý ân nhân. Ngoài ra, hàng tháng và các dịp Tết Nguyên Đán, lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ Kính Thánh Đa Minh, Thánh Catarina, lễ các đẳng linh hồn, lễ các thánh tử đạo Việt Nam và ba ngày lễ dỗ dòng vào ngày mùng 7 tháng 2, mùng 5 tháng 9 và mùng 8 tháng 11. Cha đặc trách huynh đoàn sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân hậu sớm đón nhận vị ân nhân của huynh đoàn vào hưởng nhang Thánh Chúa và ban ơn nâng đỡ ủi an cho mọi người trong tam quyến. Văn phòng huynh đoàn tỉnh ngày 29 tháng 5 năm 2015, tu sĩ đặc trách linh mục Du Xe Phạm Quang Sáng. Thay mặt ban phục vụ huynh đoàn tỉnh, trưởng ban ông Du Xe Đỗ An Ninh, giờ đây xin kính mời một vị đại diện cho tam quyến lên nhận thư này để tiện sự theo dõi. Các nàng ngài trông cây chúa mà lại phải nhọc nhằn tôi hồ, chế người nào tự dưng phản quốc mới nhọc nhằn tôi hồ mà thôi. Xuân trót dài bao lầm lỗi, xin ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lệ luật Chúa. Vậy trước khi chia tay, chúng ta hãy cùng nhau nói lời tiễn biệt với cụ Trùm Đa Minh. Chúng ta đem hết lòng kính cẩn và yêu mến mà phó dâng người cụ Trùm Đa Minh cho Thiên Chúa chúng ta. Tin tưởng rằng sẽ có ngày được gặp lại nhau, ngày mà tình thương của Đức Kitô chiến thắng mọi tội lỗi, chiến thắng cả tử thần. Trước linh cữu và linh hồn bất tử của cụ, xin cụ chứng giám cho lòng thành của huynh đoàn chúng tôi với tình cảm tiếc thương vô hạn. Và những gì cụ đã làm khi còn sống đã để lại tấm gương sáng cho con cháu cũng như cho huynh đoàn chúng tôi. Giờ đây cụ không còn nữa, chúng ta cùng mặc niệm nhớ lại cả con người, cả cuộc sống của cụ đối với chúng ta, đối với Thiên Chúa. Xin Chúa về những điều việc lành phúc đức của cụ đã làm với Chúa, với tha nhân, kết hợp thành những bó hoa
để những ngày cuối tháng hoa này dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa nhầm lời để cụ chóng hưởng nhan Thánh Chúa, và cụ sẽ cầu nguyện cho huynh đoàn thăng tiến hơn nữa. Phần chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ cụ trong sự kinh lễ và cầu. Nước Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người thân, đáp nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn đã biết được nghỉ ngơi đời đời và được trăng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn đã minh cho cõi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn đã minh được lên chốn nghỉ ngơi. Thần xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Amen. Từ vật từ chốn nguyện hề nhô tôi, ngày tất cả đi nhờ hồn nào than. Nhân thành thiên lâm mẹ nhân ai, mẹ về thương nghe đoàn con cái thiết tha bàn này. Từ vật sau nhân không than, còn lòng an với tháng năm mùa. Anh tử đạo Việt Nam, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Một lần nữa chúng tôi cũng cảm ơn ban tổ chức đã dành cho huynh đoàn chúng tôi để có thời gian cầu nguyện cho cụ Đa Minh hôm nay. Người thân yêu của chúng tôi được Chúa gọi về đời sau, trong lúc gia đình đang đau buồn thì được liên huynh và huynh đoàn giáo xứ đến dâng lời cầu nguyện và chia sẻ những sự đau thương mất mát của thay mặt cho gia đình càng héo. Tất cả các bác tôi và tất cả các con cháu không còn biết nói lời gì hơn cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ tấm lòng cao đẹp của quý vị trong nước. Để tiếp theo chương trình diễn biến, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho hội mẹ giáo xứ, hội mẹ giáo khu sở tại. Xin gia đình đang tiến nhận được tin báo cùng cụ chủ Đa Minh đã nghe tiếng Chúa gọi ra đi về với Chúa. Nhận được tin báo buồn này, hội mẹ giáo xứ Điện Thánh chúng tôi về đây cũng có lời thân yêu sâu sắc nhất đến với cụ bà và tất cả các ông, tất cả là con cái của cụ. Và cũng có lời tiễn biệt chia ly lần cuối, chúc cụ ra đi về với Chúa. Và cụ chùm Đa Minh lúc còn sinh thời, cụ là một vị ân nhân của hội mẹ giáo xứ Điện Thánh. Cụ đã có tinh thần xây dựng hội mẹ ngày một thăng tiến.
cho ca đoàn các thánh tử vị đạo quan hệ với ông trùm Đa Minh xin kính thần ủng hộ và xây dựng hội chúng con nay chúa cất cùng Đa Minh về hội chúng con có thể cầu nguyện cho cụ trước khi đi vào cầu nguyện hội ca đoàn chúng con cũng có tuần hương thơm đến sáng dâng lên phước ở thiên chúa và thi hài của cụ. Xin mời các vị đại diện dâng hương thơm đến sáng. Thầy hương nghe hết xong, con xin mời mọi người trong gian thường phù hợp với hội ca đoàn chúng con dâng lời cầu nguyện cho hội đồng Đa Minh. Xin cha và con và thánh thần amen. Linh hồn con cao phát xuống, ôi Chúa trời hóng cho
Kính thưa linh hồn ông Đa Minh, kính thưa ban tổ chức lễ tang và gia đình tăng quyến, toàn thể giáo hội cũng như giáo xứ đang vui mừng trong tháng hoa mẹ, cho phép tôi đại diện cho hội cộng đồng giáo xứ nhà có lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình tăng quyến nói chung và bà quả phụ cũng như ông bà ông quả chánh quả nói riêng. Kính thưa gia tăng, khi còn sinh thời ông là một người nhân viên của hội cộng đồng giáo xứ nhà. Ông có rất nhiều tinh thần xây dựng và đóng góp để xây dựng hội một ngày vững mạnh như ngày hôm nay. Và ông cũng đã động viên bà để vào ân nhân của hội cộng đồng giáo xứ nhà. Và đặc biệt, ông lại còn động viên ông bà, ông chánh quản để giúp đỡ việc hội từ rất sớm. Đến giờ ông bà đã giúp đỡ xong một khóa thánh hội. Đến giờ ông vẫn còn đang sinh hoạt với hội. Hôm nay cựu tân cũng như toàn thể anh em trong hội về trước chân tang để trước hết chia buồn và thêm lời cầu nguyện cho ông. Trước khi đi vào chương trình lễ tang, cho phép tôi trân trọng kính mời ông chánh hội lên thắp hương trầm trước bàn thờ Thiên Chúa cũng như trước thi hài ông Đa Minh. Tôi xin kính mời. Nên dâng hoa tươi và nến sáng trước bàn thờ Thiên Chúa cũng như trước thi hài ông Đa Minh. Tôi xin kính mời. Dâng biển tang trước bàn thờ Thiên Chúa cũng như nơi trước thi hài của ông Đa Minh. Tôi xin kính mời. Tôi xin kính mời hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến ông Tùng Đa Minh.
Thưa tiên kính mời. Tại Chúa và cảm tạ tấm lòng của quý hội. Trước đây, người thân trong gia đình chúng tôi đã cùng đồng hành với các hộ đoàn ở trong giáo xứ đến hơi thở cuối cùng. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng và kính mời ban đại biểu hội đồng nghiệp của ông bà Quảng là con rể của cụ, xin mời đoàn về trước linh tràng ngồi định tổ chức để làm lễ viếng cụ. Sau hội đồng mục vụ giáo hạt Quần Phương và Linh Cường đề nghị các vị chuẩn bị. Và để đi vào chương trình lễ viếng, tôi xin trân trọng và kính mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng hương hoa nến sáng kính viếng vong linh cụ, xin kính mời. Tổ chức xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu đại diện cho công ty Cám Phúc Thành quan hệ với cháu Trinh là cháu nội của cụ, xin mời đoàn về trước linh sàng ngồi định tổ chức để làm lễ viếng cụ. Cụ ra đi về với Chúa. Đoàn đại biểu đại diện cho công ty Cám Phú Thành quan hệ với cháu Trinh là cháu nội của cụ đáp về trước linh sàng để tổ chức làm lễ viếng cụ. Tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn lên thắp hương dâng hoa tươi và lễ phẩm kính viếng vong linh cụ, xin kính mời. Gia đình xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã về trước linh sàng tổ chức lễ viếng cụ được trọng thể và chú đáo. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng và kính mời đoàn đại biểu hội người cao tuổi xã Hải Hưng và chi hội người cao tuổi xóm 12, xin mời các vị về trước linh sàng ổn định tổ chức để làm lễ viếng cụ. Sau chương trình tang quyến về trước linh sàng của cụ Phong trong buổi chiều hôm nay là đoàn đại biểu hội người cao tuổi xã Hải Hưng và chi hội người cao tuổi xóm 12. Đoàn do cụ Đinh Văn Thi, chủ tịch hội người cao tuổi xã Hải Hưng làm trưởng đoàn đã về trước linh sàng để tổ chức làm lễ kính viếng vong linh cụ. Để chương trình lễ viếng của đoàn được trọng thể và chú đáo, tôi xin trân trọng và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên điều hành chương trình lễ viếng, xin trân trọng kính mời. Tôi xin được vào chương trình lễ viếng của Nguyễn Văn Nha Hải Hưng ngày 29 tháng 5 năm 2015. Kính thưa vong linh cụ Nguyễn Văn Nha, kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể xã Hải Hưng, thưa quý vị quý khách gần xa cùng bà con cô bác anh chị em có mặt tại tang đường ngày hôm nay, thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang quyến, hội người cao tuổi xã Hải Hưng được gia đình thương tiếc báo tin cụ Nguyễn Văn Nha sinh năm 1936, là hội viên hội người cao tuổi Việt Nam, hội viên hội người cao tuổi xã Hải Hưng. Sau một thời gian lâu bệnh, cũng đã được các con, các cháu và các thầy thuốc hết lòng chăm sóc, cứu chữa. Nhưng do tuổi cao, bệnh trọng, cũng đã từ trần ngày 28 tháng 5 năm 2015, tức ngày 11 tháng 4 năm Ất Mùi, cụ hưởng thọ 79 tuổi. Cụ nay về tổ thánh hàng, hội người cao của chúng tôi mất đi một người hội viên gương mẫu. Các cụ các ban chấp hành hội người cao của xã, các cụ các ban chấp hành các chi hội, các cụ được cử trong đoàn tang lễ và cùng về phía của đoàn buổi chiều ngày hôm nay còn có các cụ hội viên và ban chấp hành chi hội người cao tuổi xóm 12. Trong giờ phút tiễn biệt đau thương này, chúng tôi xin gửi tới gia đình tang quyến lời thăm hỏi ân cần, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây là chương trình lễ viếng cụ. Tôi xin trân trọng giới thiệu một cụ cấp đoàn lên làm chủ lễ, xin kính mời. Tiếp chương trình
trình lễ diễn, tôi xin trân trọng giới thiệu hai cụ nhân dân toàn hương nhân dân cao lên kính quốc cụ xin chúc mừng. Của giáo xứ đền thánh Chúa gọi về giờ đây các vị đến tại tan gia và trước linh cứu của phụ thùng đa minh đoàn có tuần hương thơm nến sáng hoa tươi nên dân trước linh cứu xin kính mời đoàn. Linh hồn đa minh, kính thưa gia đình tăng quyến, thưa quý khách, thưa cộng đoàn, nhận được tin gia đình báo buồn, cụ chùm đa minh đã vâng lời Chúa về với Chúa. Hiện diện trước tăng dường giờ này là ban mục vụ, hội đồng mục vụ, giáo hai giáo hạt Tuần Phương Minh Cường đã về tới gia tăng. Lời đầu tiên cho phép tôi xin đại diện cho đoàn gửi lời thăm hỏi, lời chia buồn tới cụ bà trùm cùng toàn thể tang quyến trong giờ phút biệt ly này. Cụ trùm đa minh đang vui vẻ cùng cộng đoàn giáo xứ đền thánh Hưng Nghĩa để phục vụ tôn thờ Thiên Chúa. Không may cô chung mắc căn bệnh hiểm nghèo đã không qua khỏi, từ biệt cõi trần về với Chúa. Là người rất tâm huyết phục vụ việc chung và cùng đồng hành với chúng tôi phục vụ trong giáo hạt
và giáo phận. Giờ đây cụ đã ra đi. Một lần nữa xin chia sẻ nỗi mất mát, đau buồn lớn lao của gia đình. Và sau đây xin kính mời cộng đoàn hiện diện nơi đây cùng với ban điều hành giáo hạt Quần Phương Minh Cường không gì cao quý nhất bằng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh để hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chẳng tới nào ai rơi được, bởi Chúa ăn có lòng lành. Cùng vì lời Chúa ban nữa, con đã thăm bày Chúa mình sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dâng lời thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Đa Minh được nghĩ đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Đa Minh cho cõi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Người thân trong gia đình chúng tôi, Chúa gọi về cõi thứ hai, lại được quý vị dành nhiều thời gian và tình cảm về đây để thân yêu và dâng lời cầu nguyện cho anh tôi được số sáng, không còn biết nói lời gì hơn. Cho phép tôi thay mặt cho gia đình xin hết lòng đa tạ quý vị, cảm ơn. Thưa phương hồn phụ chùa Đại Đường, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình cao quyến, kính thưa các quý vị quý khách xa gần, đó là thánh nhân ai chúng tôi nhận được tin báo buồn vui trùng Đa Minh đã vâng theo tiếng gọi của Chúa, cụ ra đi về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Cho phép tôi đại diện cho cộng đoàn giáo họ và thánh nhân xin gửi tới bà cụ cùng các ông các bà trong gia đình lời thăm hỏi ân cần và những lời đau buồn xót thương nhất. Và cụ bà đã dành dụ và đã dâng cúng cho giáo họ chúng tôi một chiếc hoành xây dựng nhà thờ và số tiền bạc rất lớn. Ngoài ra cụ ông và cụ bà động viên các con các cháu của cụ đóng góp tiền của để xây dựng giáo họ chúng tôi. Nhiều lần các con các cái của cụ trong miền Nam đã giúp đỡ đoàn chúng tôi mua sắm những cây đàn và dẫn đoàn chúng tôi của đoàn của giáo họ chúng tôi đến các nơi các ông các bà làm ăn sinh sống trong miền Nam quyên góp tiền của để xây dựng nơi thánh đường, nơi thánh đường và khuôn viên của giáo họ chúng tôi khang trang và sạch sẽ như ngày hôm nay là nhờ công sức tiền của các ông các bà, trong đó có gia đình bà cụ cũng như các con cái của cụ. Giáo họ bà thánh nhân ai chúng tôi mãi mãi nhớ ơn công lao của gia đình cụ và trong sổ vàng lưu niệm của giáo họ chúng tôi ở phút chia ly cụ về hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Trong lớp tôi đại diện cho đoàn và xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu đại diện cho ban giáo họ tân kỳ của giáo họ có tuần hương thơm ngay sáng dâng lên trước tòa Thiên Chúa và trước thi hải ông, xin được trân trọng và kính mời. Thank you.
sự lên tốt lành, để chúng ta không bị mất đi, mà để chúng ta được tồn tại mãi mãi. Chúng ta hãy cầu xin với người cho linh hồn ông Đa Minh và cho tất cả chúng ta. Mỗi khi Tô Hữu là một người con của Chúa, được Chúa cho cùng chết và cùng sống lại với Đức Kitô, xin Chúa nhìn đến ảnh hưởng đáng khích lệ của ơn rửa tội nơi người con Chúa đây. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận đời chúng con. Xin Chúa đón nhận những lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con và những lời ca tiếng hát của ca đoàn giáo hội chúng con. Nguyện xin Chúa mở lòng nhân từ, thứ tha hải hà khi xét xử. Xin sớm đưa linh hồn cùng chúng Đa Minh về nước trời. Con thay mặt cho cộng đoàn giáo hội xin được cảm ơn ban tổ chức lễ tang, cảm ơn gia đình và cảm ơn hội cộng đồng giáo xứ Điện Thánh đã giúp đỡ giáo họ chúng tôi được là giờ cầu nguyện rất là sốt sáng. Và giáo họ chúng con có một chút ngân phẩm gửi lại bà cụ, thăm lại bà cụ cũng như gia đình. Và kính thưa các vị quý chức và tất cả các đoàn hội của họ và thánh, trong những giờ phút chia ly như thế này, giáo họ đã không quản những cái ngày hè nóng bức cùng đến đây để chia buồn những cái lời thật là kể cho gia đình chúng tôi bớt đi được những cái nỗi đau buồn và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha. Khi anh tôi còn bình sinh làm trùng chánh của giáo xứ Đền Thánh, mà trong đó thì giáo xứ Đền Thánh lại chỉ có một giáo họ chứ không có nhiều. Bởi vậy cho nên chắc rằng anh chúng tôi cũng có nhiều cái sự quan tâm đến giáo họ. Hôm nay trong những giờ phút chia ly này, giáo họ đã về tại nơi đây để mà dâng những lời cầu xin và cầu thương yêu của gia đình chúng tôi. Trong giờ phút tính biệt chia ly này, chúng tôi không còn biết nói lời gì hơn, chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và lòng cảm tạ giáo các vị quý chức và tất cả các đoàn hội của họ bà đã đến cầu nguyện cho anh chúng tôi. Xin cúi đầu cảm tạ.